Tôi các bạn xin chào tất cả anh em tứ đồ hàng đơn điện Nhật Bản. Anh em cùng anh em chứng kiến đây, tôi các bạn vui cái sản phẩm đối phát sang mà vừa vui xong cái ghế vip rồi. Tiếp theo là cái vip gì đây? Wow, đây là một cái sản phẩm đây, Panasonic EPMA102. Đấy, hãy còn nguyên siêu vào màn hình. Và đây là cái catalog của tiếng Nhật đây, của Panasonic EPMA102. Và đây nữa, đặc biệt là như là cái khóa, đây là cái khóa rất là cẩn thận. Đây là cái miếng lót lưng, miếng lót lưng này là còn mới nguyên nhá. Đây, hãy còn trong ni lông và hãy còn sẽ hướng dẫn sử dụng chưa bóc ra. Đó, thì Tuấn Gia Phan cũng không bóc cái này nữa. Đó, nó rất là mới này. Còn vào đây, quan trọng đây là cho em nhìn này. Wow, đẹp chưa? Đấy, cái gối này này là một trong những tiêu chí là phân biệt là làm sao nó biết là nó mới, độ mới thế nào. Thứ nhất là mềm, thứ hai là không có vết bị hằn kiểu như mồ hôi ngồi dựa đây. Đó, camera quay một vòng cho nó nhìn đẹp luôn. Đó, đấy thì sản phẩm Tuấn Tập An về là chưa có lau chùi cả. Đây, camera quay ra đây, ra sau này. Đây, quay này. Đây là một cái sản phẩm đây, Tuấn Gia Văn ghim điện luôn nhá. Đây là sản phẩm này là 19 tháng 2 năm 2022. Đó, rất là mới thôi. Quan trọng là đấy là ngày sản xuất nhá. Đấy, Tuấn Gia Văn vẫn nhắc lại đấy là ngày sản xuất. Đây khóa này. Đó, ngày sản xuất, chứ còn khi mà thực tế là khách hàng người ta mua ấy thì là đâu đó là khi đầu năm 2024 chẳng hạn, thế rất là bình thường. Giờ lại là Tuấn Japan là test luôn. Đây, anh chị em nhìn này. Đó, đây cái này nó bụi tí đây, vào mới này. Đương nhiên là quá trình vận chuyển này. Đây, những cái da này, nhất là ở cái chỗ mông này. Đấy là đây, không lau chùi gì nhưng mà rất là mới đẹp, không có vết nhăn nhiều và cái vết lõm xuống là quá trình là thời gian sử dụng. Là hẳn lên để sẽ biết ngay. Và quy trình của Tuấn Japan là đơn giản thôi, lại là test thôi, trực tiếp. Đó, đây, Panasonic lên ngay. Và Tuấn Japan thì cũng vẫn để cái seal về cho nguyên bản. Và đây là khách hàng thì là mới có một lựa chọn để người cài đặt một người thôi, và mình cài đặt tiếp theo. Ví dụ mình thích là người đàn ông này chẳng hạn thế, mình thích màu xanh này chẳng hạn thế, cài đặt này. Đó, đấy, mình cài đặt rồi, cài đặt vào mình đây thì mình sẽ bấm đây, và nó rất là nhiều chế độ. Đây là chẳng hạn như đây có 6 cái chế độ bài đánh khác nhau, vừa nhẹ này, vừa mạnh này, đấy, bách lại này, đây là kéo giãn này, bài nhanh này, cài đặt này, đấy, còn quay lại bách này nữa này, khi mà chế độ toàn thân này, khi đây là cái chương trình này là mới này, camera này, camera đây, đây, và đây, để thì mình chạm đây, là cái dòng Panasonic mà đời cao thì nó màn hình cảm ứng, nó cũng rất là hay, đấy, để tôi ra ban bóc ra cho nó một chút để cho nó nhìn nó. Wow, đây, con dính luôn là đẹp như này, còn dính luôn cái độ zin rồi này, đây thì xoay đây đây để nó chặt, đấy, sau nó có cái xoay, chặt rồi, đó, thì khi mình bấm vào đây, về phần vai gáy rồi mình bấm vào đây, phần lưng, lại tiếp tục là mình chạm đây thì khi mà lúc nào mà không sáng đèn thì nó con lăn nó sẽ không tới. Ok rồi, mình lại vào chân,
cái dòng Pala thì đời cao này nó hay một cái là nó hay hơn những cái dòng khác là về cái điều khiển nó rất là đơn giản hóa, dễ sử dụng. Và mình chỉ việc là bây giờ để Tuấn cho bạn test chân nhé, đôi chân này đó, anh chị em thấy không, êm mà luôn. Khỏi phải nghĩ khi mà đã là đến với sản phẩm Tuấn Japan rồi đây, hạ lưng hạ chân lưng hạ lưng đó. Rất êm ái. Khi đã test xong rồi Tuấn Japan vào bài đó, vào bài thì anh em nhớ là ngả ra cái nếu để cái gối này không em chúng các bạn quên bỏ cái này ra đấy, bỏ cái thảm này là cái gối này nhá anh chị em nhá, lưu ý này mình chỉ để một cái mang tay mình nhé, cái mang tay này đó, cái mang tay dưới thôi chứ không để quá, cái quá thì để nó có lăn, nó còn đang đây đây nó lăn đang đòi đạo này. Riêng dòng Panasonic thì nó phù hợp với ai, phù hợp với những đối tượng này thì kinh nghiệm của Tuấn Japan thì là những người mà có sức mạnh đó, muốn mạnh mẽ thì cái này bóp vai gáy thì cực đã và bóp cái thắt lưng cũng cực sướng, và nhất là cái bắp bàn chân này, cái bắp 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 sau này thì có la có túi bóng của đấy em thôi phê rồi đó. Cái sản phẩm là rất thích luôn. Wow, phê lắm. Mỗi khi mà mệt mỏi thì Tuấn Japan đều tìm đến nhiều cái mình là cái tổng kho rồi, mình có những cái phương pháp trị liệu bằng điện trường cao áp, rồi là khi mà nó điện trường cái cao áp thì từ bên trong nó đào thải độc tố máu xấu máu độc ra ngoài, có máu tính dạng axit nó chuyển sang kiềm và làm tơi xúc máu mình nó lưu thông ra, thì nó đả thông khí huyết bên trong rồi dòng khí huyết lưu thông thì mọi bệnh tiêu tán. Còn mình mỏi mệt cơ học bên ngoài thì đã có ghế massage đó. Thật sự là khi mà mỏi mệt rồi thì rất là phê. Thì anh Tuấn Nhất Anh thì cũng đã từng và nhiều lần ngày xưa trước đây thì đi massage tại thuốc một địa điểm là gọi là cũng kỹ thuật viên rất là tốt đó. Nhưng mà đôi khi có nhiều động tác không thể bằng máy, bằng ghế massage được, nhận được. Wow, như đây, như cái động tác này đang ôm đùi này. Wow, rất thích khai quả bóng. Đùi ôm này nó phê, nó bì. Sau đến động tác nó lôi kéo vẻ thì cũng là một trong động tác rất là nó thích. Rất nhiều khách hàng của Tuấn Japan khi ngồi ghế massage này thì người ta giảm thiểu rất nhiều cái tắc nghẽn để làm lưu thông máu nó tốt hơn và giúp giảm thiểu đau đầu mất ngủ rất là nhiều các bạn. Có chị bác sĩ ở Sài Gòn còn ngồi còn cái vui kỳ AS 1100 luôn mà chị thoái hóa gót chân chị giảm rất nhiều, bác sĩ hay phải đứng không? Đó. Thì Tuấn Japan thì hôm nay vui cái mặt hàng cái sản phẩm Panasonic Furiki toàn cái hàng cao cấp hàng đầu của hai hãng này thôi, thì anh chị em mà muốn có mong muốn được sở hữu cái sản phẩm này hoặc là cần tôi các bạn tư vấn để làm sao là cái sản phẩm nào phù hợp với cái thể trạng của mình thì hãy liên hệ với tôi các bạn theo số điện thoại 0929 75 6888 và 0913326144 kết bạn Zalo để tôi các bạn sẽ tư vấn kỹ càng và sẽ gửi hình báo giá cho anh chị em là cái giá tốt nhất đó. Anh chị em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp Tuấn Japan để những cái shop có uy tín, hàng chuẩn, bán hàng thượng cấp đó là phải xin chị về khui như ngay, không có mông má gì cả. Sau đây khi đã phải xuống hình rồi thì mai Tuấn Japan cho anh em kỹ thuật thì sẽ vệ sinh thì vệ sinh bên ngoài này nhé. Đấy, và dưỡng da.
Tuấn Tân Văn nói rất là nhấn mạnh là vệ sinh bên ngoài, thì vì khi mà ghế ra xa của Tuấn Tân Văn về êm ái thì Tuấn Tân Văn không phải mở cái cốp ra đâu. Một vài nơi thì người ta bán cái hàng sửa chữa hàng nghĩa địa hàng bãi thì gọi là thì người ta phải gọi là người ta vứt ra mưa vẫn về làm ra nắng rồi thì về phải bốc má phải lau chùi từ bên trong sửa chữa từ bên trong thì tiện thế thể thì mới quay được cho anh em, chứ còn ít có những chỗ làm cũng quan tâm để mở ra cho anh em xem từ đầu cuối. Nhưng mà anh chị em hãy lưu ý có một số thuốc thì đôi khi là tắt nước theo mưa thôi, mở ra thì đằng nào thế quay cho anh xem. Nhưng Tuấn Gia Ban khẳng định rồi, những cái máy mà đời Trung Hoa cấp này có zin xịn này đã được test đây rồi thì anh chị em cứ chạy 10-20 năm nữa thì cái dầu mỡ bên trong nó không cần vấn đề. Nếu không có cái sự mặt tác động học từ con người hoặc là thiên tai địch quả trượt bọ nó chui vào nó làm tổ hoặc là nó đá gì trong đấy thì nó gây ra trầm mạch mình xử lý thôi. Còn mọi việc thì Tuấn Tân Văn bảo hành trên toàn quốc tại nhà đấy, khách hàng không phải đi đâu cả, đó là cái điểm lợi thế luôn. Rồi Tuấn Tân Văn xin chào tất cả anh em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp Tuấn Tân Văn lan tỏa những cái sản phẩm, những cái shop như Tuấn Tân Văn để là người thân viên thân bán hàng tốt hàng zin chứ không hàng lao nháo anh em chớ nhầm lẫn. Xin chào tất cả anh em.